bố ở nhà bố nấu chỉ thế thôi, được ăn cơm bố là được rồi, hai đứa được ăn cơm là được, hai đứa đòi hỏi con ơi rơi thịt cho con nhặt lên con cho lên mồm ăn, đừng có để phí lãng phí. Mà con gặp anh sĩ hả? Mà con gặp anh sĩ. Anh sĩ này nào? Đấy là bạn Su, lần sau Su ăn mặc này Su đừng có đá xuống nhà nhé, kiểu đá bóng thế con rơi mặc... con rơi qua anh đấy xong rồi anh ấy cay và anh ấy chạy anh ấy sạc luôn anh ấy... sạc chân con á? Thế đừng chơi với anh ấy nữa à? Sĩ... chơi với cái người đấy đừng có chơi bạn nữa. Luôn lớp 4 nữa, lớp 4 mày gọi ông anh lầm 4 thì nó phải gọi mày ông anh chứ sao mày phải gọi nó ông anh thằng cu. Làm sao mà nó mà chơi bẩn không như mà... thế thì bảo là không tao mà không chơi nó sạc xong rồi nó còn nó không xin lỗi thì nó đá tiếp. Thế thì không chơi với nó nữa. Đây, đi lên trên nhà luôn này, ủa ôi, để nó sặc chân đau như thế. Sao mày ngu đấy hả? Xong rồi con định sặc lại. Không phải là sặc lại mà mày nói là tao sẽ không chơi với mày nữa. Con... thế cho nhanh nhá. Con chơi với nó mà. Thế thì đi lên trên nhà luôn, đừng có chơi nữa. Chơi với mấy cái thằng mắt dậy đấy, đừng có chơi. Đau quá, con đi về luôn. Đau cả thế à? Từ lần sau không chơi với mấy cái thằng mắt dậy đấy nhá. Quen thì chơi thôi, đừng sao đừng có chơi. Mà tốt nhất lần sau mày thì nói tự nhiên cậu không đá lên tự nhiên anh chủ bóng anh cho nó vào đá. Thế mày bảo nó là mày đừng có chơi kiểu mắt dậy như thế nhá. Còn mày chơi ngu thì mày phải chấp nhận chứ. Mày chơi ngu mày lại còn một con đấy à? Lần sau những gặp những cái thằng như thế không bao giờ giao lưu, không bao giờ chơi nghe chưa? Mấy cái thằng đấy là mấy cái thằng mắc dậy. Không có bố mẹ dậy nên là nó mới như thế. Mấy thằng mắc dậy.